Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2017. Kỳ họp sẽ xem xét 24 báo cáo, dự kiến thông qua 17 nghị quyết. Các vấn đề nóng sẽ được thảo luận, chất vấn, xử lý các dự án chậm tiến độ, việc bán đấu giá quyền sử dụng đất nhiều bất cập, giải pháp giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, tình trạng khai thác cát sỏi gây sạt lở, khó khăn trong công tác quản lý giống cây trồng, thủy sản, giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân, chậm triển khai cơ chế tự chủ trong các đơn vị công lập, bất cập trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hướng xử lý với vấn đề bội chi bảo hiểm y tế,